chỗ Giang Xe Thổ Dân Oan, chỗ chuyên đi giúp dân oan dân nghèo mà. Đấy là người ta có bà con ở trên mạng như cái chú Ngô Duy Quyền. Vâng. Chú có người bạn chú tặng chú hai con vịt. Vâng. Nếu chú để lại một con cho mấy bố con tối về luộc, vâng, bồi dưỡng giữ gìn, vâng, sức khỏe nhá. Vâng. Thế mà nó lên này có bị lạnh không? Không. Hả? Hello, chào. Có người bảo là hỏi chú là cần quần áo với cả tó lót và mua, bảo nó không cần mua. Ở chỗ nhà trọ ấy mua biết có phơi khéo rồi mất. Bố con nó thì thiếu ăn, chỉ cần có cung cấp gạo, nước mắm, mì chính thôi. Vâng. Đúng không? Vâng. Thế còn bây giờ mua quần áo nghiếc gì đúng không? Vâng. Đấy. Rồi lại đi, bây giờ lại đi nhặt đến bao giờ thì về? Tối đến 1-2 giờ sáng. Ôi dồi ôi. Cứ một xe này đều đi suốt thì cả buổi chiều luôn. Mọi khi là đi 5 rưỡi, sau giờ đi muộn á. Thì nói chung là 5 rưỡi 6 giờ, nhưng mà đợt này nó cũng ít hàng, nhiều khi đi sớm thì nhiều khi cháu đề chế đều dung, không biết là ai hỏi mà sau mở máy ra thì thấy nhận cuộc gọi, nhắn tin thì cháu gọi lại. Đúng rồi, thế thôi. Thế thì cố gắng đi làm nhá. Vâng. Thế có gì nếu Tết mà ai mà ủng hộ hoặc mà đấy, tại vì lúc nãy chú hỏi ta thấy nhiều người bảo con khổ vất vả như thế, nhưng những người đàn ông khác là có lúc người ta lại hay những bộ đôi vợ chồng hiếm muộn con ấy, nhận làm con nuôi đấy. Nhưng mà chú nghĩ là chắc là con là không đúng không? Vâng. Vất vả. Nói chung là chết đói không bao giờ bán con hay còn chờ con. Đúng rồi, chuẩn luôn. Đấy, nhưng mà thế là vất vả đấy. Vâng. Có người bạn hỏi chú là tại sao không đi làm việc khác mà đi nhặt rác như này cho nó vất vả. Chú thì bảo bây giờ con bé tẹo chỗ này gửi ai bây giờ, đúng vâng không? Bây giờ tiền gửi thuê mất bao nhiêu tiền? Đấy thì chú nhìn hoàn cảnh rồi chú vào nhà thì biết rồi đấy. Vâng. Cảm ơn, xin phép bố con nhá. Dạ. Đi làm nhá, thế chốc tối về luộc thịt mấy bố con chén đi nhá. Vâng. Ba nhá. Đi cẩn thận nhá. Buồn thật. Mẹ cháu xin chào tất cả mọi người ở trên mạng, các anh, các chị, các cô, các chú, các bác, các ông, các bà. Hôm nay được gặp chú Giang thì nó thật sự là bố con em không biết nói gì hơn. Đúng, thật sự là trong 5 nay là năm 2016, trong 6 năm vừa qua là em có ba vợ chồng em lấy nhau từ cuối năm 2010, thì là có ba cháu. Cháu gái được 5 tuổi là Đào Thị Trần Ni, cháu thứ hai là Đào Thị Hiếu, và đây là cháu gái là Đào Thị Ngọc Hân. Hôm nay cháu đã được, hiện giờ cháu được 17 tháng. Nhưng mà hiện nay thì mẹ cháu bỏ đi từ khi cháu được 1 tháng 12 ngày. Lý do vì mẹ cháu bỏ đi thì rất là đơn giản, là vì em làm ăn thất bát, vỡ nợ, thì vợ em tham giàu tham của bỏ đi theo giai người Nghệ An. Có người con trai đấy có Facebook mà đang ở với vợ em là Võ Quang Thìn. Mà nó thật sự rằng là cuộc sống trong hơn 1 năm qua rất là buồn, rồi mà rất là ấy. Nhưng thật sự rằng lại buồn hơn là trong báo chí mình bây giờ hiện nay có báo Pháp Luật, báo Gia Đình, báo Tri Thức Trẻ đã kêu gọi mọi người giúp đỡ và ủng hộ, chung tay giúp đỡ bố con em từ đầu năm ngoái, từ năm ngoái đến năm nay đã là hơn 1 năm nay, bố con em không được nhận một đồng quà tầm bánh nào của những người có lòng hảo tâm. Lừa đảo, lợi dụng ba đứa con để kiếm tiền, bộ mặt thật của ông bố ngáo đá Đào Đức Khiêm. Trước đây, cư dân mạng từng xúc động trước hình ảnh người cha điệu con sau lưng, hàng đêm nhặt rác kiếm tiền nuôi ba miệng ăn trong cảnh gà trống nuôi con. Tuy nhiên gần đây, có rất nhiều thông tin cho rằng hoàn cảnh đáng thương ấy là không đúng sự thật. Sau đây là những bằng chứng mới nhất
vạch trần bộ mặt của người đàn ông này. Sau khi những hình ảnh về người bố trẻ tên Đào Đức Khiêm điệu con đi nhặt rác, một thân một mình nuôi ba đứa con được đăng tải, rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã có nhã ý tìm đến gia đình của anh, trao những phần tiền phần quà cho gia đình. Điều này không có gì lạ khi truyền thống của dân tộc Việt Nam là lá lành đùm lá rách. Tuy nhiên, khi sự việc ngày càng được nhiều người biết đến, rất nhiều người quen biết như hàng xóm họ hàng đã đưa lên những hình ảnh, video clip để tố cáo bộ mặt thật của Khiêm. Có lẽ sự thật về người đàn ông này sẽ làm cho nhiều người phải bất ngờ vì dường như đã trao lòng tốt đến nhầm người. Sao đánh nó đau thế? Ôi. Sao con này đánh nó đau thế? Mẹ đánh nó đau thế? Con đánh đứa trẻ con nhá. Dạy con mày thế thôi. Đây là tao bảo vệ trẻ con. Tao có quyền bảo vệ trẻ con. Quay mặt lại. Con thấy đúng hay sai? Đi ra đây. Đi ra đây. Nhanh, khẩn trương bố đánh nhanh. Bánh này vào. Mồm đâu? Chửi chưa? Nhớ chưa? Con đã nhớ chưa? Đi lấy ghế ra đây ngồi. Con đi ra đây ngồi. Gửi đến bố con em. Và hiện giờ chỉ có những người ví dụ như chú Giang ấy, đây là một người thực sự là ví dụ mọi người có ủng hộ hay có giúp đỡ thì bố con em là chú đưa tận tay, còn đâu như những người khác thì nó thật sự là không hề đưa một chút nào. Và nhiều khi đi làm nhận được những cái lời nói không hay, không tốt đẹp, nhưng mà em sống là vì con em. Vì nó thật sự bây giờ giàu nó cũng có số mà nghèo nó cũng có số rồi, nhưng đứa con nó không có tội tình gì đâu. Dạ vâng. Thật sự rằng chung là nhiều người thì trên thế gian này thì rất nhiều người tốt mà cũng rất nhiều người xấu. Nha, còn thích quay đều ấy, thích quay. Mày có biết là đang có cái mạng là điều con để đi bốc vác mà nó đang phơi bày lên Facebook không? Hả? Nha. Gà trống nuôi con ấy. Rồi. Em ở xin lỗi anh chứ mà làm cái gì là không phải xin nghi. Em là con em. Nếu giả sử như mày đúng là như thế, hoàn cảnh của mày đúng là như thế, tao lên Facebook cũng có người sẽ giúp đỡ mày. Còn nếu mà mày mà không phải như thế mà mày hành hạ đứa trẻ con thì mày cũng bị xã hội lên án. Chứ sao nữa, mày cứ tưởng là mày đẻ con ra mày hành hạ nó à? Tôi hành hạ nó cái gì? Đấy mày vừa cầm cả cái thắt lưng ra mày đập lên đầu nó, mày như thế không phải... Này, tao quay từ lúc mày đánh nó, không phải đến bây giờ. Thế mà mày lại còn cãi? Đây là những lời kể của một tài khoản Facebook đăng tải trên mạng xã hội. Người này đã vô tình có được cuộc gặp mặt với nhân vật chính, đó là ông bố Đào Đức Khiêm. Chứng kiến cảnh hai bạn sinh viên trao những phần quà, đồng thời quan sát kỹ những hành động và thái độ của Khiêm, thì người này đã thấy dường như có sự giả tạo đằng sau những câu chuyện. Bên cạnh đó, hình ảnh mới nhất về Khiêm cũng được ghi lại để giúp mọi người thấy được sự lột xác sau vài ngày của anh. Áo quần bảnh bao, kính Ray-Ban sành điệu, xe mới toanh và cả chiếc điện thoại iPhone 5.
càng thêm phần khẳng định việc anh ta đang lừa dối mọi người. So với hình ảnh ông bố gầy gò, điệu con đi nhặt rác dưới tiết trời rét lạnh của Hà Nội, thì anh Kim có vẻ đang sống rất sung túc, đầy đủ, ra dáng một dân chơi sành điệu. Dường như Đào Đức Kim thật sự là một kẻ nghiện ngập đang lợi dụng ba đứa con của mình. Càng lên án người cha thì lại càng thương tâm hơn cho ba đứa trẻ còn quá nhỏ để bị chính người cha của mình lợi dụng. Các em có cuộc sống khổ cực, chính vì thế các em xứng đáng được mọi người yêu thương và cộng đồng chung tay giúp đỡ. Tuy nhiên, lòng hảo tâm của mọi người đã bị Kim lợi dụng làm công cụ trục lợi, phục vụ cho thói quen nghiện hút phá đời của bản thân. Vào lúc 1:59 phút trưa ngày hôm nay, đây có tôi và ba đứa con trai tôi, đây cháu Đào Đức Hiếu. Con ngẩng lên để cho các bác xem là còn giống bố không? Có. Bố Kim đâu? Đây. Nghi, bố Kim đâu? Đây là con gái tôi, là con gái lớn, được 5 tuổi. Bố Kim đâu? Bố đây. Ai sinh con ra? Đây, và sau đó là con gái đây. Con gái, cháu Đào Thị Ngọc Hân đây. Còn mọi người bảo là tôi thuê con hay là sinh con về để làm con nuôi rồi là thì lợi cái kia là hoàn toàn không có sự thật. Và đồng thời là trong hơn một năm nay, đã kể từ tháng 9 năm 2015, mùng 10 tháng 9 năm 2015, các báo pháp luật và gia đình và trí thức trẻ có đưa tôi lên mạng và kêu gọi mọi người giúp đỡ tôi và gửi vào số tài khoản đấy. Những số tài khoản đấy là của nhà báo, tôi không hề biết một cái gì. Và trong một năm qua không được một hỗ trợ và một cái tài trợ gì của mọi người đến tay tôi. Có những người gặp tôi tận tay đưa tay tôi 100-200 thì có, ở trên đường thì có. Còn những lòng hảo tâm mà đưa qua số tài khoản mà của nhà báo là hoàn toàn bố con tôi không được nhận tới. Và những còn quá khứ của tôi thì lúc đấy tôi bùng bột, tôi có thể nói những cái câu không hay và không được chuẩn cho lắm thì lúc đấy tôi không suy nghĩ gì. Những đứa trẻ không có tội và vẫn đang rất cần sự chia sẻ, cảm thông. Ở tuổi của các em, đáng lẽ phải được thương yêu, chăm sóc và dạy dỗ. Chúng ta nên ủng hộ tấm lòng mình để ba đứa trẻ có cuộc sống tốt hơn, no đủ hơn. Tránh bị Kim dẫn vào con đường tội lỗi hoặc là mục đích để kiếm lợi cho y. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.